Cường ạ. Ôi, quay ngang. À, ôi. Đây anh em nhá, anh em mình đang đi phượt Hà Giang nhá. Vị trí này là lên xa quá anh em không nhìn được này. Đấy. Xe kia vào tất trong ảnh không nhìn được gì. Đây kiếp chính của chúng ta này quay trên đỉnh núi Hà Giang nhá. Đây nhá, SH bản là bao nhiêu, 125.000 đấy. Đấy. Anh em ekip đang chuẩn bị hết rồi. Đấy, đang chuẩn bị hết rồi anh em nhá. Ngồi nhá. Thế trước khi vào là ekip đạo diễn là có mua nước cho anh em uống.